Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, hôm nay thì ô tô 360 của chúng tôi lại gửi đến cho quý vị và các bạn một chiếc xe ở cái phân khúc sedan. Đó chính là chiếc xe Hyundai i10 đây. Thưa với quý vị và các bạn ạ, nhắc đến Hyundai i10 thì quý vị và các bạn cũng đã biết rồi đấy ạ. Nó được có hai bản ạ, một là hatchback và sedan ạ. Và đây chính là chiếc xe phiên bản sedan đây quý vị các bạn ạ. Và trong phiên bản sedan hoặc hatchback thì nó lại có cả 1.0 hoặc 1.2. Và chiếc xe này thì nó là phiên bản 1.2 quý vị các bạn nhé. 1.2 số sàn. Đấy, thưa với quý vị và các bạn ạ, chiếc xe thì rất là mới, rất là đẹp. Và những chiếc xe số sàn mà đẹp như chiếc xe này thì bây giờ tìm cũng không phải là dễ đâu quý vị các bạn ạ. Tại vì ở cái phân khúc nhỏ mà lại số sàn thì phần lớn là những chiếc xe mà chạy dịch vụ thôi. Chạy dịch vụ, nhưng nếu như bây giờ những chiếc xe chạy dịch vụ mà nó chạy nhiều, suốt ngày chạy ấy, thì là nó rất là xấu. Máy cũng kém, thân vỏ cũng xước sát nhiều rồi. Nhưng thưa với quý vị các bạn, đây là chiếc xe này còn rất là đẹp ạ. Và chiếc xe được sản xuất năm 2018, đăng ký tên tư nhân. Thưa với quý vị và các bạn ạ, chiếc xe này rất là mới ạ, rất là đẹp đấy ạ. Chúng tôi cam kết thứ nhất là không tai nạn, không ngập nước, máy móc còn nguyên bản hết ạ. Còn rất là mới và rất là đẹp. Chiếc xe này nó ở cái phân khúc nó nhỏ, nó ít tiền, chỉ hơn 200 triệu thôi. Cho nên là chúng tôi mua về là chúng tôi để, chúng tôi bán luôn, chứ cũng không phải dọn dẹp gì cả đó. Tuy bên ngoài nó có đôi phần xước sát chút, nhưng mà cũng có thể chấp nhận được vì là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều lắm đâu ạ. Xước sát nhỏ nhẹ thôi ạ. Và cái dàn lốp thì quý vị bạn thấy đây ạ, rất là mới, rất là đẹp luôn đấy ạ. Ở cái phiên bản 1.2 là cái bản tiêu chuẩn này thì la răng là la răng sắt thôi quý vị các bạn nhé, la răng sắt. Còn cái phần này đây là ốp nhựa đây. Chứ ở cái phiên bản đủ cơ, bản đủ hoặc là số tự động cơ thì là nó sẽ có la răng đúc. Còn phiên bản số sàn này thì nó chỉ có la răng sắt thôi ạ. Và tất cả còn rất là mới, rất là đẹp luôn. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 285 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và các bạn ạ, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn vay tối đa đến 70% giá trị của xe trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi. Cho nên là chiếc xe này nếu bây giờ quý vị và các bạn mà muốn làm trả góp, vay trả góp thì quý vị và các bạn cũng chỉ bỏ ra mấy chục triệu thôi là đã được sở hữu ngay một chiếc xe Hyundai Grand i10 1.2 số sàn sản xuất 2018 này ạ. Và chiếc xe này mà anh em nào mà bây giờ mà đang có nhu cầu mua về để chạy dịch vụ kiếm cái Tết thì thời điểm này đang rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Sắp đến Tết rồi, muốn kiếm nồi bánh chưng thì hãy liên hệ ngay với tôi theo số hotline ô tô 360 0905 608 883 để được tôi tư vấn luôn, trực tiếp luôn đấy ạ. Và chiếc xe này thì quý vị các bạn thấy đấy ạ, chủ xe đã lắp thêm cái bên ngoài, nhìn qua là thấy luôn này, camera lùi. Và chủ xe đã độ thêm một cái bộ màn hình Android rất là xịn đấy ạ. Lát nữa thì tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem về cái màn hình Android mà chủ xe đã lắp thêm. Chủ xe độ lên bộ Android xịn nhiều tiền đấy ạ. Cho nên quý vị và các bạn nào mà mua chiếc xe mà bản tiêu chuẩn này về thì cũng không phải làm gì cả, chỉ có việc sử dụng thôi, chỉ việc đi thôi, đã lắp thêm hết đồ rồi. Có chăng là chỉ có mất tiền sang tên tí thôi. Mất tiền sang tên cái là xong. Đấy, nhìn về cái phần đằng trước đây, quý vị các bạn thấy luôn này. Rất là mới nhá. Cái cặp đèn pha này còn rất là mới. Tại vì là xe chạy ít ạ, không sử dụng nhiều. Nếu như chạy sử dụng nhiều thì là cái cặp đèn pha này nó sẽ cũ xỉn đi. Đây, rất là mới luôn này. Tôi quay sát cho quý vị các bạn xem này. Không bị đâm đụng, không bị va chạm gì cả. Sử dụng ít cho nên là cái đèn nó mới được mới, được đẹp như thế này đấy. Đấy. Rất là đẹp luôn. Tất cả là còn rất là mới, rất là đẹp. Xi nhan thì đã được tích hợp trên tai xe đây. Xi nhan tích hợp trên tai này. Tay nắm mạ cửa chrome. Tay nắm cửa chrome. Rất là đẹp, rất là sáng. Đây là cái phần tay nắm cửa này. Cụm đèn hậu cũng vậy luôn ạ. Cụm đèn hậu cũng rất là mới, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất là đẹp. Nó chỉ hơi bẩn một chút, đây bẩn một chút thôi. Những cái này là bẩn đấy, do chúng tôi về cũng không có đánh bóng, không dọn dẹp gì, nó chỉ bẩn chút thôi, chứ còn
rất là mới ạ, mới từ những cái logo này, quý vị các bạn xem nhé. Nếu như sử dụng nhiều hoặc là để ngoài trời ấy, là nó sẽ bị ố rồi. Chỉ cần sau 1 năm thôi chứ chưa nói gì đến chiếc xe này từ 2018 là nó sẽ bị ố rồi. Đây, cả những cái phần chrome này, nếu như để ngoài trời hoặc là sử dụng nhiều, nó ở ngoài trời nhiều thì nó sẽ bị ố hết rồi. Đây là chúng tôi để nguyên bản là nó đã đẹp như thế này ạ. Chiếc xe này là chúng tôi để nguyên, không có dọn dẹp gì cả đâu. Tất cả là còn nguyên, lát nữa thì tôi sẽ quay cho quý vị và các bạn xem hết để thấy được cái độ nguyên bản nó như thế nào. Từ cái máy móc cơ, nó cũng còn nguyên bản hết ạ. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và bạn cùng tôi vào cái khoang nội thất để xem là chiếc xe này từ 2018 sau 2 năm sử dụng nó còn như thế nào đây ạ. Đầu tiên thì vẫn mời quý vị và bạn xem về cái phần keo chỉ của xe đã này. Đây là cái phần keo chỉ của xe, quý vị và bạn xem nhé, keo chỉ còn nguyên hết này. Keo chỉ còn nguyên bản hết luôn. Tất cả còn nguyên bản, ốc bản lề cũng còn nguyên bản luôn đây ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là nó còn nguyên bản hết đấy ạ. Đấy. Táp lô, táp bi còn nguyên. Ghế này thì là nguyên bản của nó là ghế nỉ thôi. Chủ xe đã lắp thêm cái bộ ghế da này rồi. Và bên trong vẫn là nỉ nguyên đấy. Nếu như quý vị các bạn nào mà không thích cái bộ ghế da này, có thể bóc ra thì là cái nỉ nó rất là mới đấy ạ. Chủ xe độ ngay cái bộ ghế da này từ lúc mới mua xe cơ. Đây, tôi quay cho quý vị các bạn xem đấy, nó còn nguyên đấy ạ. Chúng tôi chưa có dọn dẹp gì cả. Đấy, nó vẫn còn hơi bẩn một chút ạ. Nếu như dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ lên là nó sẽ hết những cái bẩn này. Tất cả những cái này nhá, tôi để nguyên bản hết đấy ạ. Đấy, ghế vẫn còn bẩn này. Đây, bẩn nhá, chứ còn cực kỳ là mới đấy ạ. Nếu như dọn dẹp những cái này đi thì nó sẽ lên rất là mới đấy ạ. Quý vị các bạn thấy chưa, nó rất là mới ạ. Nếu như mà những cái xe nào mà chạy dịch vụ nhiều, chạy nhiều đấy, thì là bây giờ nó không được đẹp như thế này nữa đâu ạ. Tôi để nguyên mà nó đã đẹp như thế này đấy ạ. Rất là mới. Vô lăng cần số, quý vị các bạn nhìn đây ạ. Chạy nhiều hay chạy ít thì quý vị các bạn xem cái vô lăng này, thấy được luôn. Cần số đây ạ. Đấy, đây là cái phần vô lăng cần số. Và đây là cái cánh cửa phía sau bên lái ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản luôn. Chưa mất một phần keo chỉ nào cả, chưa có bị va chạm tí nào cả. Và cái phần nội thất đằng sau đây, quý vị các bạn ạ, chưa dọn dẹp gì mà nó đã đẹp như thế này rồi. Đấy, nếu như chạy dịch vụ thì làm sao mà nó đẹp được như thế này ạ. Đây ạ, đây nó chỉ bẩn thôi nhá. Cái này là cái này là bẩn, tôi chưa dọn đi nhá. Chứ còn nếu bây giờ dọn lau đi này như này nó hết bẩn. Đấy, về còn chưa có hút bụi cơ. Đây, để nguyên cho quý vị và các bạn luôn đấy ạ. Tại vì những chiếc xe này nó cái thuộc cái phân khúc nó vừa tiền. Và bán cho những người là phần lớn là bây giờ những người mà mua chiếc xe này về thì cũng chỉ để kinh doanh dịch vụ là chính thôi. Vì số sàn, phiên bản số sàn này bán cho anh em về để kinh doanh dịch vụ, cho nên là phải tiết kiệm từng đồng một. Cho nên là chúng tôi sẽ tiết kiệm cả những cái tiền dọn đấy để cái giá thành đến tay anh em nó rẻ thôi. Giá thành đến tay anh em nó rẻ thì nó, anh em nó dễ mua bán. Chứ còn nếu như mà làm đẹp, sạch sẽ, đẹp đẽ rồi dọn dẹp thì cái cộng vào thì cái giá thành nó lên nó lại cao. Giá thành nó cao thì anh em lại không đủ tiền. Đấy, đây là cái phần nội thất của chiếc xe đây ạ. Và đây là cái màn hình Android mà chủ xe đã độ lên đấy ạ. Cái màn hình này thì là giải trí thông tin đa phương tiện đấy ạ. YouTube các thứ đầy đủ hết rồi. Camera lùi rất là nét ạ, siêu nét luôn đấy ạ. Vì quý vị các bạn thấy đấy, cái màn này vừa to. Đây, YouTube này nhưng mà hình như là đang không có mạng đâu. Trong đây là lắp cái bộ, nếu như muốn có mạng thì phải lắp thêm một cái sim vào đây quý vị các bạn nhé. Lắp thêm một cái sim vào đây thì chúng ta mới sử dụng được mạng được. Đấy. Và đây là cái phần cánh cửa bên phụ nha, cánh cửa trước bên phụ ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết luôn. Chưa mất một phần keo chỉ nào cả, tất cả là còn nguyên bản và còn rất là đẹp ạ. Táp bi cửa này, rất là mới đấy. Ở cái phần táp lô của xe, phần này đã được chủ xe dán giả carbon đây quý vị các bạn nhé. Đây là cái phần dán thêm này, cho nên là bây giờ nếu bóc cái phần dán này đi thì là nó lại rất là mới đấy ạ, đúng như xe mới luôn đấy. Chủ xe đã dán thêm bảo vệ ngay từ lúc đầu cơ. Đây là cái phần nội thất. Mặc dù chúng tôi chưa có dọn dẹp gì về chiếc về cái ghế này, như đây quý vị bạn thấy đây ạ. Chạy rất ít cho nên là cái ghế này nó mới còn được đẹp như thế này, còn rất là mới đấy.
từ ốc bản lề cánh cửa này. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên hết đấy, nguyên bản này. Còn nguyên bản và còn rất là mới. Đấy, đây là cái ốc bản lề của cánh cửa xe này. Và đây là cái táp bi cửa phía sau bên phụ ạ. Về keo chỉ thì vẫn còn nguyên rồi, chúng tôi cam kết thứ nhất là không bị đâm đụng này, không ngập nước này, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái phần nội thất hàng ghế phía sau ạ. Nếu như chạy dịch vụ thì nó không được đẹp như thế này đâu ạ. Đấy, rất là mới. Rất là đều xe. Và đây là cái phần cốp sau quý vị và các bạn nhé. Ở cái phiên bản tiêu chuẩn thì cái cốp sau nó không có cái thảm nắp sau này đâu, không có cái nắp sau, cho nên là nhìn vào đây thì rất là dễ nhận biết để xem là chiếc xe nó có bị đâm đụng hay là có bị va chạm hay không. Những chiếc xe khác thì thường là cái nắp cốp này nó sẽ kín, rất là khó xem, nhưng chiếc xe này thì dễ rồi. Đây là, tôi mời quý vị và các bạn cùng xem về cái phần ốc cốp đã này. Ốc cốp này là còn nguyên này, keo chỉ cũng còn nguyên luôn ạ. Đấy, và đằng sau này rất là mới luôn đấy ạ. Đây là cái phần ốc cốp còn nguyên, keo chỉ còn nguyên đấy. Keo chỉ còn nguyên hết và cái cốp này chưa có một cái vết nào bị đâm đụng hay là bị va chạm gì đây ạ. Đấy, cái phần đầu với phần sau thì chúng ta phải xem kỹ để thấy được chiếc xe nó có bị đâm đụng hay là bị va chạm hay không. Đấy, và đây là cái phần dây điện mà chủ xe lại lắp thêm cái phần camera lùi. Đấy, đây là cái phần camera lùi mà chủ xe đã lắp thêm đấy ạ. Ở cái phân khúc sedan thì cái cốp của nó rộng hơn cái dòng hatchback rất là nhiều. Và bên dưới cái cốp này là cái bộ lốp sơ cua kích này. Lốp sơ cua kích đầy đủ hết luôn đấy ạ. Còn nguyên bản hết ạ. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về động cơ của chiếc Hyundai Grand i10 2018 này ạ. Xe cũng đã được Hyundai trang bị cho chiếc xe này là một cái động cơ xăng. Động cơ xăng 1.2 lít đi kèm hộp số sàn. Đấy, hộp số sàn đấy, hay còn gọi là số tay đấy, thưa với quý vị và các bạn ạ. Việc đầu tiên mà chúng tôi cũng như là quý vị và các bạn quan tâm mà khi đi mua xe thì phải xem nó có bị đâm đụng hay va chạm không đã. Thì đây ạ, thưa với quý vị các bạn là cái đầu tiên là phải quan tâm về cái ốc cabo này. Ốc cabo nó còn nguyên bản như thế này đây ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản đây ạ. Ốc cabo còn nguyên bản này, keo chỉ còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ nguyên bản, ốc cabo mà nguyên bản như thế này thì điều này là chứng tỏ là chiếc xe thì chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Về cái phần đầu, cái phần đầu nó nguyên bản như thế này đấy thì là chưa có bị đâm đụng hay va chạm gì đâu. Và động cơ thì cũng còn nguyên bản hết đấy quý vị các bạn nhé. Động cơ nguyên bản hết đấy, zin từng con ốc một đây ạ. Quý vị các bạn xem đi ạ. Đấy, tất cả những con ốc từ ốc chân máy cho đến ốc mặt máy là nguyên zin hết ạ. Chúng tôi cam kết với quý vị các bạn về cái động cơ này, thứ nhất là không bị ngập nước, không làm lại gì cả, tất cả nó nguyên bản hết ạ. Đấy, nó còn nguyên của nhà sản xuất như thế nào thì nó còn là như thế đấy ạ, chứ chưa có sửa chữa gì cả, chưa có bị đâm đụng hay là chưa bị va chạm gì cả. Và chiếc xe này chúng tôi mua về chúng tôi còn không có dọn dẹp gì cơ, chưa có dọn dẹp gì đấy, máy móc nó như thế này là tương đối sạch sẽ đấy ạ quý vị các bạn ạ, sạch sẽ rồi cho nên là không phải dọn dẹp nữa. Còn nếu như dọn dẹp lên thì nó lại mới quá. Đấy, để tôi để nguyên bản luôn đấy ạ. Từ những cái ốc tai này cũng còn nguyên bản hết ạ. Đến cái ốc đèn này, tất cả là còn nguyên bản hết, chưa có bị đâm đụng hay là bị va chạm gì cả, cho nên nó còn nguyên. Đấy. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Hyundai Grand i10 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn ạ. Hoặc quý vị và các bạn có thể kết bạn Zalo, chúng tôi tư vấn trên Zalo trực tiếp cho quý vị và các bạn để quý vị và các bạn thấy được chiếc xe này. Chúng tôi gửi hình ảnh cho quý vị và các bạn qua Zalo để quý vị và các bạn thấy được chất lượng của chiếc xe. Vì bây giờ nhiều quý vị và các bạn ở xa chưa có thể sắp xếp qua xem được, có thể xem qua Zalo ạ.
Và nếu như quý vị và bạn mà sắp xếp được thì mời quý vị và bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Hyundai Grand i10 2018 này ạ. Chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 285 triệu đồng. Vâng, thưa với quý vị và bạn, vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và bạn trong vòng 6 năm với lãi suất rất là ưu đãi, vay tới 70% giá trị của xe. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Quên, nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip, xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.